Trí tuệ nhân tạo AI là lĩnh vực công nghệ hot nhất hiện nay khi nhận được sự quan tâm của toàn thế giới. Mở top top lên, các bạn sẽ thấy những chuyên gia chia sẻ cách kiếm tiền bằng ChatGPT. Tuy nhiên, nhiều năm về trước, khi mà trí tuệ nhân tạo bị xem như là chuyện hoang đường, chỉ xuất hiện ở những bộ phim khoa học viễn tưởng thì Microsoft đã giới thiệu một trò chơi vô cùng đặc biệt, sử dụng AI có cảm xúc để tương tác với người chơi với cái tên Project Milo. Các bạn cứ tưởng tượng như nuôi thú ảo, nhưng không phải là thú ảo mà là cậu bé biết nói năng, trả lời và phản ứng trước những câu nói như một con người thật thụ. Và sự thật thì đây là lời nói xạo, một cú lừa được dàn dựng một cách cực kỳ tinh vi. Vậy thì chuyện gì đã thực sự diễn ra với Project Milo? Hãy cùng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Vào tháng 11, 2006, Nintendo phát hành Wii cùng tính năng Wii Remote, thông qua một thanh cảm biến chuyển động được gắn trên màn hình TV để chơi game. Nhìn đối thủ của mình đang dần chiếm trọn thị trường console, Microsoft cảm thấy áp lực quá, thế là bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về công nghệ cảm biến chuyển động, hy vọng tạo ra một thiết bị tương tự trên cỗ máy Xbox 360 của mình. Và rồi mọi trọng trách được đặt lên vai của Kudo Tsunoda, Darren Bennett và Alex Kipman cùng một nhóm nhỏ, bằng cách nào đó loại bỏ controller tiêu chuẩn, thay thế bằng những camera có thể đọc được chuyển động cơ thể con người, rồi chuyển dữ liệu đó thành hành động trên màn hình, tương tác với môi trường trong game. Họ đặt tên cho dự án tâm huyết này là Project Natal, theo tên thành phố Natal ở Brazil, nơi sinh của Kipman. Ngoài ra, nguồn gốc tiếng Latin của từ Natal có nghĩa là được sinh ra, thể hiện rằng nó sẽ mang tới cho người dùng một cái nhìn mới về Xbox 360. Song hành cùng quá trình thiết kế phần cứng, Microsoft hợp tác với nhiều nhà làm game, tạo ra những trò chơi gia đình dựa trên công nghệ đang phát triển nhằm giới thiệu tiềm năng của Project Natal tới đại chúng. Một trong những cái tên được chọn mặt gửi vàng để chinh chiếu sức mạnh thiết bị của họ trong E3 sắp tới, tức là E3 2009, chính là Project Milo, được phát triển bởi Lionhead Studio. Dự án này sử dụng AI biết thể hiện cảm xúc thông qua cảm biến ngoại vi tương tác với người chơi, tạo trải nghiệm vô cùng độc đáo. Ít nhất là họ nghĩ thế. Ở phần trailer demo, khán giả được chiêm ngưỡng một cô gái chào hỏi bé trai ảo trong game rất là tự nhiên, như thể đang trò chuyện với người thật bằng xương bằng thịt vậy. Chính vì lẽ đó, nó nhanh chóng thu được sự chú ý, cũng như nhiều lời khen có cánh về công nghệ vượt thời đại. Tuy nhiên, một trò chơi vô cùng tiềm năng trở thành chủ đề nấu hổi trong thời gian dài, đã từng được rất nhiều người mong đợi, thì giờ chẳng còn ai nhắc tới nó. Thế thì chuyện gì đã xảy ra với Project Milo? Trước khi nói tới sự biến mất của Project Milo, chúng ta cần phải hiểu hơn về cha đẻ của nó. Peter Douglas Molyneux là một nhà thiết kế kiêm lập trình viên người Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1982 bằng việc phân phối đĩa mềm chứa trò chơi điện tử cho các hệ máy Atari và Commodore 64. Từ game đầu tiên được Molyneux làm ra có tên là The Entrepreneur, sử dụng lối chơi mô phỏng kinh doanh nhưng mà bằng văn bản để điều hành một công ty còn non trẻ. Dùng này rất tự tin với con đầu tay của mình. Tuy nhiên, nó chỉ bán được 2 bản và một trong số đó là từ chính mẹ của ông. Bởi thất bại này, Molyneux đành rút lui khỏi công việc thiết kế trò chơi, cùng Les Edgar thành lập Taurus Impact Limited, xuất khẩu đậu nướng sang Trung Đông. Nhưng vì lý do vi diệu nào đấy, họ lại bị Commodore International, hai công nghệ chuyên về máy tính gia đình, độc nhầm tên thành Taurus, một công ty sản xuất phần mềm, nên đã đề nghị cung cấp Taurus 10 chiếc máy Amiga 1000 để phát triển network software cho chúng. Lúc này Molyneux mới thầm nghĩ rằng, nếu bị phát hiện ra sự thật thì những chiếc máy tính miễn phí kia sẽ biến mất. Thế nên, ông này bèn tận dụng cơ hội trời ban, thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu cho Amiga có tên là Acquisition, The Ultimate Database for the Amiga. Và ông ta kiếm được tiền thật. Dùng số tiền khá khá kiếm được này, Molyneux thành lập Bullfrog Production vào năm 1987. Sản phẩm đầu tay của studio này là Populous, một game giả lập làm thần, nơi người chơi sẽ điều khiển con dân ngoan đạo của mình, đưa họ tới bến bờ hạnh phúc và thịnh vượng, đồng thời đập tan tôn giáo đối thủ. Molyneux và đồng nghiệp đem sản phẩm đi chào hàng, cuối cùng thuyết phục được EA đứng ra phát hành. Dĩ nhiên với việc là một studio còn non trẻ thì họ bị mắc cả đồng chúa ép ký một thỏa thuận chỉ nhận được 10% tiền lợi nhuận mà thôi. 90% còn lại chui vào túi hàng phát hành. Bất ngờ thay, Populous là cực kỳ thành công, nhận được nhiều giải thưởng Game of the Year, các kiểu con đà điểu, bán đến tận 4 triệu bản và mang về cả núi tiền cho EA. Vài năm sau, Bullfrog xây dựng nên danh tiếng là một studio làm game chiến thuật cực kỳ sáng tạo với hàng loạt sản phẩm ăn khách như Creation, Team Park hay Magic Carpet. Studio này sau đó được chính mắt cả đồng chúa mua lại, còn bản thân Molyneux thăng chức thành phó chủ tịch và cố vấn của EA. Tuy nhiên, chức vụ mới khiến Molyneux không có nhiều thời gian thiết kế game. Cuối cùng vào năm 1997, ông này, trong khi chính choáng, đã xin nghỉ việc tại EA để theo đuổi đam mê. Molyneux ít lâu sau lập nên Lionhead Studio, sản phẩm đầu tay của họ là trò chơi Black and White. Tiếp tục là một thành công lớn với điểm Metacritic lên tận 90/100, cùng danh sách giải thưởng dài lăng ta lăng hoàng. Tài nghệ và sự mát tay của Molyneux đã được Microsoft để ý tới. Và khi gặp khó khăn về tài chính, vào năm 2005, thì studio này chính thức được gã khổng lồ công nghệ mua lại. Peter Molyneux trở thành giám đốc sáng tạo, được giao trọng trách tạo ra một tựa game sử dụng công nghệ ngoại vi cảm biến để thể hiện sự tuyệt vời của Project Natal.
Nó được gọi là Project Milo. Thực ra không phải đến khi Microsoft xuất hiện thì ý tưởng về Milo mới xuất hiện tại Lionhead Studio. Nhớ lại năm 2001, nhờ sự thành công vượt ngoài mong đợi của Black and White, từ game được ca ngợi bởi sở hữu AI thông minh nhất mọi thời đại, Molyneux lúc này nảy ra suy nghĩ là nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tân tiến hơn nữa. Chúng phải biết thể hiện cảm xúc và tương tác với người thật. Dự án đầy tham vọng này đưa ra tên là Dimitri, theo tên người con trai đỡ đầu của ông, Dimitri Mariskakis. Nó được mô tả giống như phòng thí nghiệm, nơi ý tưởng được ươm mầm và các thành viên được sáng tạo mà không phải lo lắng về hậu quả. Nghe thiểu ách đấy, oai đấy, nhưng thực tế dự án này rối không khác gì mơ mộng bồng, khi dường như chính những người thực hiện nó cũng không có mục đích cụ thể. Peter sẽ đưa ra vài tóm tắt thiết kế sơ lược, sau đó chúng tôi sẽ làm nó một khoảng thời gian, đôi khi là cả năm trời. Nhưng rồi anh ấy xuất hiện và nói: "Không, ý tôi không phải là như vậy. Tức là nhóm phải thay đổi, nhân sự thay đổi và rồi lại tập hợp." Một nhân viên của dự án Dimitri cho hay. Dimitri ban đầu được định hướng trở thành một bộ phim truyền hình có thể tương tác, tập trung vào bối cảnh theo phong cách của những năm 1950 ở Mỹ. Tuy nhiên, vì lý do đã nói trên, nên 4 năm trôi qua, Dimitri vẫn trong giai đoạn thử nghiệm mà thôi. Quá trình phát triển dậm chân tại chỗ, còn Lionhead Studio chuyển bớt nhân lực qua Fable, dự án có nhiều tiềm năng hơn. Dimitri sau đó được hồi sinh vào năm 2005, khi một nhóm nhỏ tại Lionhead chọn cách tiếp cận mới. Đấy là một trò chơi về bạn. Molyneux tiết lộ trong cuộc phỏng vấn vào năm 2005 với trang CVG rằng nó cho phép bất kỳ ai chơi trò chơi này có thể tái hiện lại cuộc đời của mình, toàn bộ cuộc sống cá nhân của họ. Trên lý thuyết thì trò chơi này sẽ cung cấp một loạt những tùy chọn đa dạng cho người chơi, nơi họ có thể khám phá những gì mình muốn và sống lại cuộc sống thuở niên thiếu của mình bằng cách tương tác với bất kỳ thứ gì trong game. Tuy nhiên, chưa kịp có thành tựu gì thì dự án này tiếp tục bị bỏ dở. Khi Microsoft mua lại Lionhead vào tháng 4 2006, thì phần lớn đội ngũ phát triển DBG chuyển sang dự án mới có tên là Survivors, cái thứ mà cuối cùng cũng không hề thấy ánh mặt trời. Cụm từ DBG cho anh một thứ xấu xí tại Lionhead, tượng trưng cho sự thất bại và một dự án chẳng đi đến đâu. Cứ nghĩ rằng tất cả đã kết thúc với Project Dimitri, nhưng không. Vào năm 2007, Molyneux lại một lần nữa quay trở lại với tưởng đầy tham vọng này. Ông muốn thực hiện một trò chơi mà trọng tâm nằm ở mối quan hệ giữa con người với nhau bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại hơn, kết hợp với những ý tưởng đúc kết từ chuỗi thất bại năm xưa. Khác là lần này chỉ tập trung vào một nhân vật mà thôi, Milo. Người chơi sẽ đóng vai bạn đồng hành, kim phụ huynh của cậu bé, dạy dỗ và chơi cùng Milo. Vào tháng 11 2008, đúng vào lúc Project Nature thành hình, thì Molyneux dưới tư cách là giám đốc sáng tạo của Microsoft Game Studio Europe đã may mắn biết được dự án thiết bị cảm biến ngoại vi Kinect dành cho Xbox 360 từ khi nó còn đang được phát triển. Như vớ được vàng, ông này nhanh chóng liên hệ Lionhead để tìm cách ghép Milo vào dự án của Microsoft. Bị ấn tượng bức tranh tuyệt hảo cùng tầm nhìn đi trước thời đại của Molyneux, công ty bật đèn xanh tuyển thêm nhân viên chung sức nghiên cứu. Chỉ trong vòng 6 tháng phát triển, bằng cách quy bu nào đấy, Lionhead tạo ra một phiên bản Milo chạy cực kỳ ổn định, khiến nhiều thành viên trong nhóm vô cùng tự hào. Người chơi giờ đây có thể đứng trước mặt Milo và đặt câu hỏi, thậm chí là kể chuyện cười, Milo sẽ trả lời như thể cậu bé hiểu được ấy. Bấy nhiêu thôi đã đủ chứng minh tiềm năng to lớn của công nghệ trí tuệ nhân tạo mà đội ngũ Lionhead đang hướng đến. Vào E3 2009, Molyneux trân trọng bước lên sân khấu, phô bày cho cả thế giới thấy đứa con tinh thần vô cùng đặc biệt của mình. Một cậu bé trong game đang nói cười vô cùng tự nhiên với người phụ nữ đứng trước màn hình TV, cứ như người thật vậy. Mọi người có xu hướng nghĩ rằng Milo giống như là nuôi thú ảo vậy, nhưng mà không phải nhá. Giám đốc kỹ thuật cấp cao Michael Doniak cho biết, hướng tới mục tiêu giúp người chơi xem nhân vật ảo này như một người thân trong gia đình. Lionhead chia game thành 3 phần chính: gameplay tương tác với Milo, minigame và khám phá thế giới. Như để khẳng định video trình chiếu trong sự kiện E3 trên là thật, Molyneux đã mời phóng viên các báo thử nghiệm trực tiếp. Ông ta khoe rằng Milo có thể nhận ra cảm xúc trên khuôn mặt và một số từ họ đang nói, khuyến khích nhóm phóng viên này cứ thử nói đùa với cậu bé mà xem, để mọi người có thể tin rằng Milo là thật. Bên cạnh đó, Molyneux cũng đưa ra khẳng định chắc nịch rằng tham vọng của chúng tôi là hoàn thành trò chơi này khi Kinect xuất xưởng. Nó sở hữu cốt truyện, điểm số và cơ chế rõ ràng, chứ không chỉ là một bản demo công nghệ mà thôi. Bị thuyết phục bức ảnh trình diễn tại E3, nhiều người đặt lòng tin và mong chờ đồ check Milo sớm hoàn thiện. Nhưng ở đời, cái gì đẹp quá, nó không có thật. Và một lần nữa, đứa con tinh thần được ấp ủ từ tận năm 2001 của Molyneux vẫn không thể thấy ánh sáng. Với việc đoạn trailer gây được rất nhiều sự chú ý, Project Milo cũng đồng thời bị các thám tử mạng soi kỹ và chỉ ra không ít điểm đáng ngờ. Họ kết luận rằng Milo trên màn hình thực sự là một video dàn dựng trước và cô gái kia chỉ đang diễn theo kịch bản mà thôi. Ví dụ như đoạn 2 phút 36 giây, hình ảnh phản chiếu của cô trên màn hình cho thấy nước dường như đang chuyển động theo cánh tay, gần đúng so với đời thật. Tuy nhiên, tiếp tục theo dõi đến đoạn 2 phút 37 giây, khi xuất hiện gần sóng bên phải màn hình, người thật thì gần như khoanh tay trước mặt, còn bên trong màn hình thì như đang dang rộng hai tay. Điều đáng ngạc nhiên hơn là gần sóng xuất hiện trước khi cô gái bắt đầu nghịch nước.
Một chi tiết thú vị khác là vào khoảng 3 phút 35 giây khi cô gái này vẽ một con cá rồi đưa cho Milo. Dù Molinus nói rằng Milo nhìn vào tờ giấy đấy, nhận ra hình dạng và màu sắc rồi tiếp tục chuyện mình đang làm. Chỉ có điều, thay vì thằng bé nói đấy là con cá thì nó lại nói là quả cam hay màu cam gì đấy mà tôi không nghe được. Thành ra chuyến đi câu này đã trở nên vô cùng hài hước, thể hiện rằng con AI tân tiến nhất quả đất mà Lan Hớt khoe với thế giới vẫn chưa hoàn hảo. Bằng chứng quan trọng nhất về sự bất thường nằm ở hướng camera quay lại cảnh tương tác giữa Milo với cô gái kia. Nhìn vào video, chắc hẳn các bạn sẽ thấy rằng ánh mắt của cả hai luôn nhìn về nhau đúng không? Tuy nhiên, chính nó đã tố cáo sự giả dối của bản demo này. Để hiểu hơn về vấn đề đó, trước hết chúng ta phải bàn về hiệu ứng nàng Mona Lisa. Đúng, tiết khoa học bắt đầu. Nói cho dễ hiểu thì khi bức vẽ phát họa người hay ảnh có hướng nhìn lệch khoảng 5 độ, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng làm cho người xem cảm giác như tác phẩm đang nhìn theo hướng họ, dù bạn có đang đứng ở góc nào trong phòng đi nữa. Với góc quay được thể hiện như trên trailer, bình thường thì Milo sẽ luôn nhìn về hướng của người xem, chứ không nhìn lệch sang một bên như vậy. Sau này, trong cuộc phỏng vấn với trang Polygon, một thành viên của The Check Milo đã tiết lộ rằng Claire, nữ diễn viên xuất hiện trong đoạn trailer, được thuê khá là muộn, cụ thể là chỉ 2-3 tuần gì đấy trước sự kiện E3, và tất cả những gì được họ trình diễn tại hội chợ công nghệ lớn nhất Mỹ một thời này chỉ là việc Claire, diễn viên đang nói trên, nói chuyện với Milo, trong khi sự thật đây là video được ghi lại trước đó. Kể từ sau khi bản demo E3 2008 được trình chiếu, quá trình phát triển đồ chất Milo trở nên vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên, trò chơi không xuất hiện tại E3 2009 và những nghi vấn lại được dịp rộ lên khi Microsoft tuyên bố rằng dưới góc nhìn của họ, Milo là một bản demo công nghệ. Tuy nhiên, Molyneux lại khẳng định rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch của ông, đội ngũ đang cố gắng hết sức để hoàn thiện và sẽ ra mắt trò chơi trong thời gian sắp tới. Cuối cùng đến tháng 8 2010, chính Molyneux quay xe và nói: "Tôi không nghĩ nó có thể phát hành vào lúc này." Ông ta còn tiết lộ rằng mình đang phụ trách thiết kế dân làng cho tựa game Fable A, dựa trên những tính năng đã giới thiệu trong Milo. Như để xác định thông tin trên, vào tháng 9 2010, trang Eurogamer đã đăng một trích dẫn từ nguồn giấu tên, nói rằng đồ chất Milo đã bị tạm ngừng, còn công nghệ thì được sử dụng cho trò chơi Kinect theo chủ đề Fable. Điều này trùng khớp với những gì Alex Kipman, người tạo ra thiết bị Kinect tại Microsoft, phát biểu: "Milo chưa bao giờ thực sự là một sản phẩm. Tôi sẽ nói với các bạn về công nghệ đó và bọn tôi tiếp tục phát triển công nghệ sandbox đó. Nó trở thành những gì bạn thấy trong trò chơi có tên là Kinectimo." Và rồi bài phỏng vấn với Eurogamer vào tháng 5 2012 chính là chiến đình cuối cùng đóng một cổ quan tài mang tên Project Milo. Đức thân giáo đốc tại làng Hớt, Gary Carr, đã xác nhận rằng một số tính năng Kinect của Project Milo nay đã chuyển sang Fable The Journey. Một năm rưỡi sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với trang web VG247, Molyneux cũng xác nhận việc hủy bỏ dự án này. Có rất nhiều nguyên nhân có thể giải thích cho cái chết của Project Milo. Đầu tiên, chính đội ngũ tại làng Hớt và Microsoft đã không có một hướng đi cụ thể. Một bên thì nghĩ rằng nó chỉ là sản phẩm demo để trình diễn công nghệ Kinect mà thôi. Trong khi đó, Peter Molyneux lại khăng khăng muốn biến nó thành một game. Điều này đã gây chia rẽ lớn giữa hai bên và cuối cùng khiến Microsoft đưa ra quyết định ngừng đầu tư. Thứ hai, chính là làng Hớt và Peter Molyneux có lẽ cũng nhận ra rằng dù có được hoàn thành và tung ra đi nữa thì rất khó để Milo được đón nhận như một tựa game. Bạn thử nghĩ mà xem, không những yêu cầu phải sắm máy bóc kèm camera Kinect, bản thân gameplay của Milo cũng khá nhàm chán. Người chơi theo chân một đứa trẻ và nói chuyện, thi thoảng thì có vài câu đố, chơi vài ba phút thì được bắt ngồi vài tiếng, giải trí bằng các trò chơi mà đối với nó, ta là quan lão gia chắc là phải thuộc hàng siêu phẩm. Lý do cuối cùng cũng là quan trọng nhất dẫn đến cái chết của Milo, đến từ chính cha đẻ của nó, Peter Molyneux. Trong các lần phỏng vấn giới thiệu, thậm chí là cả trailer tại E3 2008, ông này luôn tô vẽ nó như một trò chơi mang tính cách mạng, sẽ thay đổi cả làng game. Nó sẽ mô tả lại cuộc sống một cách cực kỳ chân thật, với những lựa chọn, khả năng tương tác siêu cao nhờ công nghệ AI tiên tiến. Trong khi thực tế, Milo là một bản thử nghiệm, còn nhân lực của làng Hớt có gấp 10 lần cũng chẳng đủ thực hiện những gì Molyneux đã hứa hẹn. Cuối cùng thì dự án sau màn mắt vang dội đã hủy bỏ không kèn không trống. Sau nhiều năm phát triển, trải qua vô số lần thay tên và thêm thắt ý tưởng, cũng như chỉnh sửa cơ chế, Project Milo vẫn không thể nào được hoàn thành như số phận được an bài, chính thức trở thành một lời nói dối không hơn không kém của Microsoft và Peter Molyneux. Tuy nhiên, thua keo này, ta bày keo khác. Với một người đã quá quen với việc khua mồi múa mép trước mặt công chúng, Molyneux tất nhiên không chỉ dừng lại đó. Ít lâu sau khi rời khỏi làng Hớt vào năm 2012, ông này còn thực hiện cú lừa siêu to khổng lồ bằng tựa game Curiosity. Nó là gì và gây xôn xao dư luận như thế nào? Hãy cùng ngóng chờ phần tiếp theo anh em nhé. Còn bây giờ, video này hết rồi. Nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share, cũng như đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi là Hứa Dân Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.